Anh Sa đang ở chỗ nào đây? Ôi xa thế. Ở chỗ nào đây? Sao chưa thấy nhỉ? À dưới này à? Lấy xa thế, chặt được chưa? Oh. Dưới này phải của mình à? Chặt được bao nhiêu cây rồi? 3 cây rồi. Lấy khoảng 4 cây này nhá. 4 cây đủ rồi. Mấy cái mấy cây này? Rừng nhiều muối quá nhỉ? Muối cắn chân hết rồi. Cây trên này không phải cây nhà mình à? Cây nào? Hả? Cây to á. Lẻ quá. Cây trên này to. Thả luôn mà. Anh già hôm nay anh cho em giúp à? Vâng. Ôi giời ơi. Nếu chỉ biết tôi vong đi hả là? Lấy cái thẳng thẳng một tí. Chỉ kia tôi nữa hả? Đi rừng nhà ai đây hả anh xã? Anh xã? Hả? Rừng nhà ai đây? Rừng đang chặt á. Ờ, mình đang chặt là rừng của ai? Rừng của mình. Mình à? Có măng không? Lên hết rồi. Lên hết rồi á? Tao đi. Cứ tưởng có mang chứ. Chỗ nhà anh cho có rừng như này không? Hả? Chỗ nhà anh cho có rừng như này không? Có. Chị Pau à? Không có gì. Đây là ở nhà toàn đá nhiều thôi nhé. Nhà mình thì đá nhiều. Nhà Lim xa không có đá luôn. Đi ra nhá. Ồ. Ồ, sao tải thêm một lỗ. Hả? Sao tải thêm một lỗ. Lên. Đấy nhà tao á. Rừng mà nhiều muối thế. Cắn cả chân rồi. Đúng rồi. Nhiều muối quá. Sai lầm khi mà con đùi vào trong rừng. Đi từ lúc bao nhiêu giờ rồi sao mà nó chặt được ít thế? À, vừa mới xuống mà. Vừa mới xuống à? Ừ. Này đào cái bể cho nó xong này. Hôm qua chưa xong à? Hôm qua chưa xong. Đào lấy thước đo đủ chưa? Đủ. Bao rồi mà? Không. Ít chỉ chi rồi. Nét dưới. Nhà của em trai này là ở đâu? Em trai này ở dưới này. Ở bên kia à? Ừ. Em cậu anh Linh ấy. À. Mình là anh em mà. Cậu anh Linh. Chưa tạo bọn. Ôi giò không ơi. Không có rau to. Nặng lên, rứt khoát lên. Không còn cắt đẹp đâu mà, về mình sửa sau anh. Hả? Không còn đẹp đâu mà, mình về sửa sau. Đây đang trên rừng này, cần gì đẹp đâu. Cắt luôn. Chút một tí cho mà lâu lâu. Cho lên đường đi, cho lên đường đi. Được chưa? Kéo kéo em kéo đi.
cái đấy kìa, lồm một tí đó. Lồm một tí à? Lấy thêm 1-2 cây nữa xong là thì nó thiếu bao nhiêu lại xuống chặt tiếp thôi. Không thì nhà cũng có rồi. Đúng rồi, nhà không có. Nhà không có cây nào à? Không có. Thế chặt khoảng 3-4 cây nữa. Thằng nào cũng dùng nhiều mà. Đúng rồi. Điểm giáo nữa. Đấy, vào trong rừng. À, cho có bị muỗi cắn không đấy? À? Có bị muỗi cắn không? Không. Bị bao. Gì mà bị ít thôi. Chắc lấy khoảng những người xem à. Lám nó 4 cây dựng lên à. 3 cây ở trên nữa. Mỗi người 3 cây lên chắc đủ nữa. 3 cây. 6 cây cụt. 6 cây trục. 6 cây. Ừ. Có cây nhiều quá, 4 cây thôi. Nhưng mà nhiều người mà 4 cây thì... Cứ lấy mỗi người 3 cây lên trước đi. Được, mấy cây rồi nhỉ? Mấy cây rồi? Anh cho đếm nào. Mấy cây rồi? Ngoài kia là 1 cây rồi. Một cây rồi. Đây... 6 tổ tí vậy mà. 2, 3, 4, 3, 4, 4 cây. 2 cây nữa, 2 cây nữa. Có thôi. 2 cây nữa, trên này có 2 khúc là tính 1 cây thôi. Lấy cây dài dài cho thẳng tí. Đang chọn ở cây nào số 6 lấy cây đấy. Ôi giời, cây này mình có để dùng làm gì nữa đâu. Để nhá hay không? Dùng để. Thì chọn cây đẹp một tí. Ờ. Đằng nào cũng không dùng làm cái gì đâu mà. Vâng vâng. Nó lâu về mang chặt. Ồ, bác sĩ kia ta ta có khuôn nào mà. Chân đó. Chân là chanh ạ. Nào chọn nhanh nhanh. Có dây buộc chưa? Phải buộc 2 cái dây vào 2 đầu ấy. Ôi, vác đi được. Ui, trơn quá. Vác lên luôn đi, vác lên trên kia luôn đi. Không cần phải đợi đâu mà. Ca nó chay luôn còn gì nữa. Con nè đi đâu rồi? Vòng vòng từ từ nhá, đừng trơn nhá. Từ từ đợi em đi con ạ. Yeah.
À, chốt chỉ chốt hả? À, chú. Mua cây to hơn này em. Cây như thế thôi anh ạ. Nhưng mà cây to bằng cây này nhiều đúng không? Chúng để dạy bán ép. Ăn cho đâu? Ăn cho đi kêu cây rồi. Đi lấy hai cây nhé. Dài quá thì anh cho nè. Đây phải gần 10 mét. Ôi giời. Hết chưa nhỉ? Hết chưa? Đây đây, vẫn còn một cây này. Chắc lấy nhiều quá, cậu em cũng không ăn hết được. Hai cây à? Hai cây là o lu hay là pê lu? O tu. O tu. Hai cây là o tu. O tu. Cái này còn lá này, để em chặt nó ra mà. Đi nhá. Ờ, tao lọ. Mua. Mà máu. Vác đi luôn anh ơi. Đây là một cây này. Có nốt khê này nữa, Trọng sẽ giúp anh xá mang đi luôn. Mọng mão. Mai khi nào có măng thì phải bảo nhá. Mà mà nhá. Sao à? Ôi à. Sao mà không? Đi đi. Cây nó cũng nặng phết. Ôi 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 ô
hả máu. Thì nó phải để dép ở nhà đi, không trơn quá. Ở đây không có cái, không có gai á. À, cái này chọc vào là khó lấy ra lắm đấy nhỉ. Gỗ ép hơi thôi. Cần mình cho có sẵn thôi. Có sẵn thì mình phải đi sẵn. Mưa mình hậu lắm. Mưa béo lượng tết đầu bằng sát sáu. Cô đấy đưa bỏ hăm ngừa thật nên tả ơ. Bắt chỗ tăng lại tăng trời có nhiều. Anh cho không cái dao nào nữa à? Dao ấy. Không có cái chát chìa nữa à? Tôi phát tạo tổ văn với đấy. Cái này homestay nghìn sao đấy. Ngon này man ơ. Cái này bao lâu tù mà. Tôi tao chỉ tao ơ. Sẻn rác đầy. Phải lấy dao làm thành rãnh để cái cây nó ở ấy. Có cả bàn phân bàn ngam bàn cuống á. Nào cái cây này mai cũng chặt này nhỉ. Có bàn cuống á. Bằng chưa nhỉ. Cho nó góc góc một tí, cái đầu nó cao một tí nó nhỉ nó thoải mái. Đi lão nè, không sợ nè nó. Cái điện trắng phát trang lòng của mình nhìn nè. Trắng lòng cũng vườn cái trồng bật như thế này. Sà bèng. Vườn bật. Đi dốt sà bèng lò. Hả? Hả tiếp mẹ lò. Mà lửa hát chứ hả? Hả? Chặt. Được rồi. Sao đâu mà. Đây. Buộc à? À. Đất không phải phải nói gì. Không phải rồi, đất ít lắm. Một một cái có chắc được không đấy? Mà này măn ơ. Ui cái này đi không sợ rồi. Sợ cái cây này thôi. Hỏng lại sửa. Anh cho tối ngủ đây hay là ngủ với anh xá đấy? À, ngủ cũng đi mi xá à? Hôm qua mới xá bảo gì không? Nhớ bờ quá là tối mò về đi á.
Ở đây lâu 2-3 ngày rồi, làm quen được em nào chưa? Làm được, làm quen được cô nương nào chưa? Đó, đó lọ. Mà này nào. Đấy, bề tha hồ đong đưa đi. Thoải mái mà. Đấy, nhún thoải mái không sợ rơi đâu. Không, mình cài sang bên này đấy. Cài với cái nữa. Cài thì chú A cho luôn. Cho kéo sắt đi lên một tí. Cho 4-5 cây này làm sao tầm được. Cái hòn đá cho anh. Vào 4 cây được 4 cây. Lại cho vào trong nữa thì 5 cây. Đấy. Đấy. Cao quá, cao quá. Đấy. Đây nữa, bỏ chỗ này ra nữa. Cô man man thôi, thì còn thiên thì hòn rong tao lại xo xo tao tầm phải lại đây. Bấy chỗ này nữa. Ôi ôi ôi, mình o sẻn nào nhìn chán quá đi không? Làm hố sâu sâu một tí ô. Ôi, sợ. Mãi. Không, đất nó mềm ấy, nó lại lún xuống nữa. Người nặng nữa. Lạc nhảy múa lại đâu. Lạc nhảy múa. Rán có nhảy nó. Nào, mô nghe đây nào. Bé. Ôi 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 mà máu. Ôi tao lọ. Để đi. Làm cái hố sâu sâu nhá. Không tối ngủ là xuống nương ngô đấy. Cây đủ không đấy nhỉ? Chưa, đi tiếp. Tối ai ngủ mà cộ quậy nhiều là xuống đường ngô. Sáng dậy về thấy ở dưới đường ngô ấy.
cái máy tính chẳng em un là chưa cột phải hai cái đi, một cái này không được đâu. Đấy, một hàng nữa. Được. Thế ngủ tối mới yên tâm. Nhà của Ly bị xá chỉ có đúng một con dao thôi. Phải xả đều tốt. Phải làm mày tông xả. Anh xá nhà có mới một con dao thôi à? Một con này thôi. Ô, thế làm nhà này hết cẩn trọng. Nhà là anh xá có đúng duy nhất một con dao thôi. Quá chắc. Tiền thằng đấy. Tiền thằng đấy bắt vào. Bố mình chắc mình ngâm nữa. Đâu thoải mái. Tối cầu treo ít ít thôi nhá, không nhiều quá lại xuống đường ngô chơi. Cái đình làm sao không phải lại cắt tải đâu nữa cả. Hả? Cái đình làm sao không phải lại cắt tải đâu đi. Ôi không chặt đâu, lấy cả cái tia này treo. Ăn lộn đại tí nhưng mà tí này mà. Đó, do lo. Đó. Nào cái đấy nó cũng sợ đổ vào nhà, nó chặt đi không sao đâu. Đấy, mai nó to đổ vào nhà, nhà đẹp, nhà xấu đấy. Các anh bảo là cây là thiếu đấy, thì nữa xem nào thiếu bao nhiêu thì đi lấy tiếp nhá. Cây không đủ đâu. Đấy, ngam. Kinh nghiệm làm lều bao nhiêu năm. Đấy, đang vừa cái bên trên cao hơn là để treo đồ. Để kiếm có cái treo thịt chứ. Treo thịt, treo chè. Dạ. Của em lên thì tăng hơn. Lắm. Quá ngon nên đi dư để kèm. Hát rung có hiếp hiếp mà. Phải tao mai sẽ sang lại sao. Để điền về đàn đây hát lên. Có trơn đi lại được rồi. Mà sớm mà đợi với. Nhanh thế. Có thì ăn thì thích. Có nhá thì chưa nghe. Ủa, mấy nhà kia thì bố tải nhìn mùa đó thì sẽ hình nhá thì mình. Thế xem một tàu mà. Ừ. Ủa, thật xem một tàu. Ừ. Thế lộ bó. Có tôi nhìn thấy đỗ lộ. Ừ. Xe bảo đến đâu rồi anh xá? Ừ, gốc cái xe ạ. Gốc cái xe rồi. Nó bảo không lên được à? Không lên được, trời mưa.
chưa khô, nó chưa nắm thì không lấy được. Chưa khô là chưa nắm, chưa nắm là chưa khô. Nghe đất còn mềm quá, không được chơi được. Em đi mình vừa chào quả. Mà mạo, không tí nữa được ăn ếch đấy. Xuống ăn ếch đấy. Hơi mệt đấy. Hắt nước cho quần nhỏ. Anh cho đứa tay tới quần thì nó lại ngã, không có tay chống nhá. Thì nữa đi thì lấy thêm cây đi anh ạ. Cây làm lán không đủ rồi nhá. Anh cho hôm nay ăn bao nhiêu bát cơm đấy? Ba bát. Ba bát đấy, ba bát đi mới khỏe nhá. Không ăn là ăn ít quá là chiều đói không ai nấu cơm đâu đấy nhá. Ăn nhiều mới ăn được nhiều nhé. Ăn ít thì không làm được đâu. Say pala đấy. Ở dưới đấy thì không có chú mà quay nhau. Tao éo bé. Đau lắm. Sợ nó trồng ngô không cho xoay thì khô đi không? Các trường ngô quá, hôm qua em mới thấy là họ mới đang cày đó mà. Xong rồi. Xong rồi hả? Ừ. Nhanh đi. Thế này họ trồng ngô nhanh nhỉ? Ừ. Mới khi nào mà có nhà mà trồng ngô ấy thì phải 4-50 người giúp nhỉ? Đông. Đấy. Tôi trên này nhiều lúc nào này? Xe của em. Xe em có lên ở đây đâu. Xe em để giữ tít cái kia ấy. Ít sai ạ. Winner. Winner X. À cho làm nó mua một cái. Không mất tiền mua đâu. Ui, làm không được xe đâu. Khổ. Thế là gì mày cho vợ hết à? Mình không dùng để lấy tiền mình cho vợ thôi à? Ừ. Lấy ra phần nhà thôi nhé. Ừ. Mình đi làm như này thì dặn vợ bảo là tháng về bao nhiêu lần? À? Tháng về 3-4 lần không? Về nhà ấy. Ở nhà nó. Cứ qua là đó lần nào tôi chỉ một thằng lấy xe mà. Ô. Chó lên. Thì mau chép vào tao cứ đu. Xe đến rồi đấy. Sao không mặc thì không đeo dép vào. Dây rồi. Bây giờ không có dép nữa rồi. Chém quá giờ mình nó rách thì buồn vào nó đứt cái dây buộc cái đứt. Anh ơi. Chào anh nhá. Chào anh nhá. Anh ơi, cho chú quay xe thôi. Sao không quay ở đây thôi. Quay chỗ này được không? Quay chỗ đấy không được. Bởi vì ấy, họ trông nó đó. Lùi một tí không sao đâu. Đến chỗ này thôi à. Lùi một tí ở đây. Đến chỗ này là được. Một bánh anh cho vào đây, một bánh cho vào đây chắc một hai gốc. Không sao đâu. Anh sát bảo người ta thì tí. Không sao đâu mà. Lên thôi, lên thôi, lên. Lấy ván xuống thôi. Có mấy ba anh em thôi à? Không ai nữa à? À. Cứ ba anh em thôi. 20 tấm mà. À, lên. Hai em này đi bắt để đi xin họ đấy. Xin họ quay tờ xem được tí đi. À cho. Lên. Mù. Sợ này nào. Ừ. Mà nhá. Trước nhà anh có lấy cái ván ép này không? À? Trước nhà anh có dùng ván ép này không? Bị. Lại bảo bị ít thôi, không biết nhiều đâu. Chỉ bị ít thôi, không biết nhiều đâu.
Chuyến này là mình bao nhiêu viên đấy anh? Rải cây. 150. Hai khối à, hai khối 1-2. Ồ, sẽ chắc là chỉ có quên dặn lấy bạt nhỉ. Thế nó bảo sáng đấy là bạt về lót á. Không, không được đâu. Làng. Nhà anh này có mấy hai vợ chồng, thế nên là cũng không đi giúp đổi công nhiều ấy, thế nên là cũng ít người thôi. Mạ mạ nhá. Vâng. Anh giúp em gọi anh Hiệp mang bảo người nhà mang bạt xuống với. Không thì đổ lại ra đất hết thì. Bây giờ trời còn đang âm u nữa, sợ mưa trôi chảy trôi đâu hết luôn. Lọ tao lọ. Hết à? Cho người nhà mang tấm bạt xuống để lót thì họ bảo nào anh xã. Đây, anh xã ơi, anh xã. Đây đây đây, cục đá này, mang đá đi, chèn vào, nó lên đường. Đó, tao lọ. Kia nha, chúng ra nha. Hả? Ừ, ban đấy nó không. Chắc phải hạ cả đây luôn hả anh? À cho xem nha, cho nhá. Chuyển xe. Ừ.
tức là hạ đây luôn thôi. Cho gạch xuống trước rồi. Trơn quá. Trơn quá. Bây giờ hạ gạch, xuống trước. Thì nó đá bột 1-2 cho xong. Họ báo nào anh xã? Họ bảo là mốt giống ra. Mốt cái giống ra. Xong là trồng vào tiết phải không? Trồng vào tiết nhưng mà cấm hết rồi. Kệ nó. Mình mốt được. Để một tí để cho quay đầu xe cả làng cũng gì đâu. Lọ. Bây giờ là sửa gạch xuống nhỉ? Lô được thì sẽ. Thì đây là mấy cái gạch cũ này phải đập vào cái chỗ kia. Đây là xuống dưới kiếm bộ hết cầu, kiếm cầu hết đất mè này ra nhỉ? Ờ, kiếm một. Đập nhún thêm tí nữa là xuống dưới này. Bảo là người nhà mang một tấm bạt xuống, không mang xuống à? Chắc không nhớ. Em vừa gọi mà, sao chưa mang xuống nhỉ? À, không có bà mới sáng. Bạt cũ ấy, bạt cũ xe bồ đá kia. Anh nghĩ là cặp xài thế này đủ vào huyện nhỉ? Đổ luôn hay bốc? Gạch ấy. Gạch thì đủ hay bốc? Quáng bốc một tí thì nó đỡ vỡ. Xe ra rồi. Xe. Tạt kì quá. Dắt xe ra cho em đi để em quay phim. Để em kiểm tra công tác. Để em bốc luôn rồi. Đấy chưa? Đấy cái mặt xe ấy. Bây giờ cho mọi người trèo lên xe để bốc gạch xuống nhá. Không đổ đâu, đổ vớ hết đấy nhá. Có mấy trăm rưỡi đâu mà, ít thôi. Chú ơi thủng này. Chú ơi thủng này. Chú ơi thủng này. Một tí chứ, đúng chưa nhỉ? Thủng một tí không sao. Mình có cái tre tốt hơn. Được rồi. Bốc à, gạch bốc à? Gạch chắc bốc thôi, đồ sợ. Mạ mạ nhá. Vứt từ xe 10 bên dưới nhá. Không lại trúng ấy. Là lìa. Cho được 9 liền à. Ở chị tao đi xem mong đi. Nhà anh cho trước là phải vận chuyển từng viên một đấy nhỉ? Hả? Nhà anh cho ấy, phải thuê người điệu lên nhỉ? Đường xe không có nhà đâu. Điệu lên từng viên một cơ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
这说这门几黑呢呗？现在黑了。Cái này cũng nhanh thôi. À tiền vừa má giờ thì chín nhiều rồi chậu rồi. Cái là pan. Sắp được một nửa rồi. Nhanh thôi. Xong hết chưa hai anh em? Hả? Xong hết chưa? Tầm 50 mấy viên. Nhanh nhá. Tại vì là làm móng đấy. Không có ấy, không có đá. Ở chỗ bên kia mới nhiều, bên này trên này toàn đồ đất thôi, ít. Em còn chưa biết được. Mạ mạ nhá. Tạm á. À cho xuống đi, cái hay muốn ngồi xe ô tô. Tay bẩn hết rồi. Lại thứ ba thôi anh xã ơi. Đó. Ta ta đâu.
cho về đây. Về đây bụi. Trời. Kia làm gì. Ok, bây giờ cõng ván lên nhà thôi. Một chế thôi. Con trai 2 tấm nào? À cho 2 tấm không? 1 tấm nhỉ? 2 tấm nặng lắm à? Mua. Lọ à cho mua. Trời nhiều sương mù quá ông nhỉ. Hai tấm mình nặng lắm đấy. Giúp tôi ra. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.